Ôi chết mọi người, mình chết rồi. Yes, chết nha, chết nha. Mình chết rồi. Yes. Câu quá trà mà tính cá chép nha mọi người. Trời ơi, đang câu có lòng tông. Hên quá. Hên quá mọi người ơi. Yes. Chép nha mọi người. Một con nhá. Thấy gì không mọi người? Nhỏ thôi. Hôm nay chắc khoảng 5-6 lạng chứ thôi à. Nhưng mà chung là chép mà chép già nha mọi người. Nó bị kích điện á. Hay là người nó lớn nhưng mà nó ngắn. Nó không lớn lên được nữa. Ok. Một em nha mọi người ơi. Và lại là cái cây cần xanh huyền thoại của em nha. Cái cần may mắn này. Nói chung là con cá này nó nhỏ quá. Cho nên là Ấn Độ rằng co nó không có nhiều. Không có phê mấy.